Thùy Diễm rớt nước mắt khi được người thân tiếp tế thực phẩm. Thùy Diễm Lương Thế Thành đích thị là đại gia trong những ngày giãn cách khi liên tục được người quen ở xa gửi đồ ăn tiếp tế. Thời điểm hiện tại, các sao Việt đang nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì những hoạt động nghệ thuật, họ cập nhật những hình ảnh cuộc sống đời thường tại nhà. Đặc biệt, phần đông nghệ sĩ trong những ngày này bỗng dần dần với một trend mới, khó ai ngờ. Lương Thế Thành Thùy Diễm chắc chắn là một trong những nhà đại gia nhất thời điểm hiện tại khi liên tục được bạn bè phương xa tiếp tế mùa dịch. Mới đây, Thùy Diễm hào hứng cho biết gia đình mình vừa nhận được cả núi thực phẩm thiết yếu. Có thể thấy, người quen của nữ diễn viên hết sức có tâm khi chuẩn bị đầy đủ những loại thực phẩm như thịt, trứng, đặc biệt là nhiều loại rau xanh, củ, quả cho đến những loại cây, rau gia vị. Những món đồ được trải ra đầy ắp cả một góc trong nhà khiến vợ chồng Lương Thế Thành hạnh phúc, xúc động rơi nước mắt. Nữ diễn viên Cát Đỏ còn hài hước cho rằng, trend của ngày nay là phải khoe thực phẩm tiếp tế. Cô viết, khoe quà, nước hoa, mỹ phẩm hay mấy món sang xịn là xưa rồi. Trend bây giờ là khoe hàng tiếp tế từ người quen trong mùa dịch. Nhận thùng rau tiếp tế mà mừng rơi nước mắt, hai vợ chồng tíu tít nhặt từng cọng rau, phân loại, dáng bảo quản càng lâu càng tốt. Được 30 trứng gà ta mà quý như hột xoàn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên tiếp tục gửi lời động viên tích cực, hy vọng mọi người giữ gìn sức khỏe, yêu thương nhau và cùng vượt qua thời điểm khó khăn này. Dù công việc, cuộc sống có phần đảo lộn do dịch bệnh, dẫu thế, Thùy Diễm và chồng con giữ thái độ sống tích cực trong những ngày này. Thời gian qua, nữ diễn viên có cơ hội ở nhà nhiều hơn để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ, nâng cao kỹ năng nữ công gia chánh. Cô vào bếp mỗi ngày để chuẩn bị những món ngon cho gia đình, gửi cho những người thương yêu. Thời gian này khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, việc mua thực phẩm trở nên khó khăn hơn ngày trước. Bà xã Lương Thế Thành may mắn khi luôn được bạn bè, người quen ở xa tiếp tế kịp thời. Không chỉ nghiêm túc ở nhà thực hiện chỉ thị của thành phố, Thùy Diễm còn tích cực làm thiện nguyện, góp một phần công sức vào công tác phòng chống dịch. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên sinh năm 1986 ủng hộ 5 triệu đồng cũng như kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ cho một tổ chức nấu ăn từ thiện. Mới đây nhất, cô tiếp tục ủng hộ 1 tấn gạo, nhờ diễn viên Đại Nghĩa trao gửi đến bà con khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh trong mùa dịch. Trao gửi yêu thương đến mọi người, Thùy Diễm cũng nhận lại những món quà tiếp tế ý nghĩa từ người thân. Thùy Diễm cũng như nhiều sao Việt khác vẫn đang lan tỏa thông điệp tích cực trong thời điểm dịch bệnh. Lương Thế Thành và Thùy Diễm là cặp đôi nổi tiếng trong showbiz Việt có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thùy Diễm từng chia sẻ câu chuyện trước mùa dịch. Nữ diễn viên nói, đi quay phim là khoảng thời gian khá vất đối với các diễn viên. Thường thì những nơi quay phim có thể nằm cách xa thành phố hàng trăm km, do đó việc đi mua các nhu yếu phẩm rất khó khăn. Thấu hiểu được điều này, Lương Thế Thành đã chuẩn bị cả vali đồ ăn cho Thùy Diễm để cô nàng tẩm bổ. Có thể nói, nhìn khoảnh khắc anh chồng Lương Thế Thành xếp đồ cho vợ đi làm, ai ai cũng phải trầm trồ bởi trông chiếc vali cứ như cả một chiếc siêu thị thu nhỏ vậy. Nào là mì tôm, bò khô, snack, sữa chẳng thiếu một thứ gì. Có anh chồng vừa đẹp trai, đảm đang lại tâm lý thế này thì hội chị em còn độc thân chắc phải khóc hết nước mắt vì ghen tị với Thùy Diễm.